Kính thưa chư quý thính giả cùng chư quý đồng đạo kính mến, chương trình được liên tục đến bài cho cô Năm Võ Thị Hợi ở Bạc Liêu. Bài giảng này Đức Thầy viết tại Sài Gòn ngày 23 tháng 12 năm 1942. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp dòng tâm sanh. Quay về cõi phúc đường chân đạo, Phật pháp thiền na dốc thực hành. Chớ nhiễm trần hoàng đượm phấn son, chim bao cuộc thế chẳng thường còn, chỉ bằng nhớ lại câu hồng thề tỉnh ngộ nghe thầy dạy hỡi con. Hỡi con, đời tục rất hôi tanh, trí huệ trao dồi kim nẻo mang kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thầy thấy con cõi trần đường tu lơ lãng chẳng ân cần, thương thay công quả tu từ trước lại muốn thiện nhân. Chẳng sớm về nhà lo sám hối, cầu trên Phật tổ dạy mê căn. Ác là hồn che còn đâu nữa, địa ngục trầm luân cách thương tăng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, chương trình đọc sám giảng thi văn tạm ngừng tiếng, nhưng lời khuyến giáo nhiệm màu của Đức Thầy chắc sẽ có cơ duyên thức tỉnh mọi người cố gắng diệt lục căn, lục trần, phá tan ngũ quẩn, hầu đáo bị ngạn để vượt khỏi lục đạo luân hồi. Chúng tôi với tất cả lòng thành kính nguyện cầu Đức Phật, Đức Tôn Sư ban ân lành đến quý liệt vị. Kính chúc quý liệt vị được an khang trường thọ để giữ đạo chờ thầy. Nam mô A Di Đà Phật.